U80 xin được kính chào. Kính thưa quý vị, thưa anh em, tháng 5 mùa hoa đã về, tôi và anh Nhật Hoàng kết hợp thực hiện chương trình liên khúc khẩu cầm nghiệp dư dâng kính Đức Mẹ, những bài thánh ca về Đức Mẹ thông dụng. Xin thực hiện và kính mời quý vị và anh em thưởng thức. Kính mừng Maria, tiếng kèn con dương mẹ, nhạc lòng con tấu khúc. Xin mẹ thương vui nhận, tấm lòng con kính dâng. Yeah.
Và cũng để kết thúc chương trình về Đức Mẹ ngày hôm nay, thì sau đại lễ Phục Sinh thì các đám cưới đã bắt đầu rục rịch để tổ chức đám cưới. Bây giờ phút này đây thì chúng tôi cũng như anh Nhật Hoàn sẽ tặng cho các bạn một bài nữa, tức là Diễm Tình Ca Ba về vấn đề đám cưới. Kính thưa quý vị và anh em, xin cảm ơn quý vị và anh em đã lắng nghe để thưởng thức cái chương trình về Đức Mẹ ngày hôm nay. Tôi và anh Nhật Hoàng sẽ phục vụ quý vị cũng như là anh em nếu mà có cơ hội tới. Và bây giờ thì một lần nữa, trong cái chương trình này không tránh khỏi những sai sót, xin quý vị lượng thứ. Và chúng tôi một lần nữa cảm ơn anh Nhật Hoàng, cảm ơn tất cả quý vị và anh em đã thưởng thức chương trình này. Một lần nữa xin chào và hẹn lại gặp lại một dịp khác.